Trong những ngày đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản và đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại xã biên giới Đắk Pa Lô, huyện Đắk Lây. Trong không khí ấm áp, vui tươi, tràn đầy niềm tin năm mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum trao tặng một mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng, một con bò giống trị giá 15 triệu đồng, 10 bồn nước inox trị giá 18 triệu đồng, 132 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã, đồng thời trao tặng quà cho học sinh nghèo theo dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Hôm nay em rất cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ em bồn nước sạch để em dùng trong sinh hoạt gia đình thuận tiện hơn. Và cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương trên địa bàn được tổ chức trên địa bàn xã Đắk Pa Lô có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu biên giới là có được một cuộc cái Tết ấm no, hạnh phúc và có một cái Tết đồng ấm nhất. Thông qua cái chương trình này thì đời sống của bà con thì ngày càng được nâng lên. Nằm trong nhiều hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương trong những ngày đầu năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum, Vietcombank Kon Tum đã hỗ trợ 5 mái ấm tình thương, 10 mô hình sinh kế, một giếng nước và hàng trăm phần quà với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đồng hành đối với 6 xã của 3 tỉnh trị giá là 1,4 tỷ đồng. Và riêng đối với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum với 2 xã là xã Mo Rai của huyện Sa Thầy và xã Đắk Bờ Lô của huyện Đắk Gờ Lây thì chúng tôi cũng đã tập trung hỗ trợ cái mô hình sinh kế cho 30 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để trồng sâm dây. Và theo cái khảo sát và theo cái đánh giá ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là vô cùng thiết thực và hiệu quả. Dịp này, các đơn vị đồng hành còn đến thăm, tặng quà chúc Tết một số xã và cán bộ chiến sĩ của các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn các huyện biên giới Đắk Lây, Ngọc Hồi và Sa Thầy. Tại đây, các đơn vị đồng hành đã chúc cán bộ, nhân dân và bộ đội biên phòng đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.